Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta là đến môn cờ rất là hay. Phải nói trong môn cờ này có những bước di chuyển quân phải nói là xuất thần mà người bình thường chúng ta khó có thể mà nghĩ ra được. Như thấy trong môn cờ thì bên đỏ còn xe pháo và hai chốt, còn bên đen còn có xe pháo mã và một tốt đã áp sát tủ cung. Nếu trong môn cờ này bên đỏ đơn giản nghĩ là tắt xe một chút trước thì đen chỉ đơn giản là thú tướng. Nếu bước tiếp theo tiếp tục là tấn xe một để hăm bước tiếp sẽ thấu vong về chú tướng và bắt chết sạc thì lúc này bên này chỉ đơn giản là bình tướng vào. Nếu có thấu vong về đi nữa thì mã sẽ thối về thì sinh mã này luôn, bắt buộc là xe văn tiếp tục ăn vào chú tướng, sĩ sạc về tiếp tục ăn sĩ chú tướng thì tướng sẽ tấn một. Như thấy đến đây bên đỏ là bắt buộc phải chống đỡ nước rất là hiểm. Tiếp theo của bên đen đó là chống 6 bình của năm quá tướng và sau đó thì tấn xe xuống và chú sát. Nếu suy nghĩ rằng tấn tướng một thì cũng được, tại vì pháo sẽ tiếp tục là tấn chiếu bắt tướng phải thối một, sau đó thì lại bình chống vào và như ta thấy thì không có gì thì đỡ được. Nước tiếp theo đó là xe tấn chiếu sát. Còn nếu như ở bước trước bên đỏ không có tấn tướng tránh trước và lúc này dùng pháo ăn qua thì tất nhiên cháu sẽ bình vào và như ta thấy thì bên đỏ không thể nào chống đỡ được nước tiếp theo của đen. Còn có một chiều hướng nữa đó là bên đỏ không có dùng pháo ăn qua pháo hoặc là tấn tướng một và lúc này sẽ bình tướng vào. Đến đây bên đen chỉ đơn giản là tấn xe xuống hàm mắt chốt. Nếu để mắt chốt này thì bên đỏ chắc chắn sẽ bại bởi xe chốt sẽ phối hợp và chiến thắng rất là nhanh. Còn nếu như mà xe kéo về để chữa chốt thì cũng không khỏi sát cục bởi xe sẽ bình ra và hầm chú tướng sát cục. Do vậy ta thấy bước đi đầu tiên mà bên đỏ thi triển đó là tấn xe xuống chú tướng là đi rất là sai lầm. Nó đi rất là hay của bên đỏ lúc này và khó có thể mà người bình thường chúng ta có thể nghĩ được, đó là được pháo 7 bình lộ 5. Nhưng thấy bước đi pháo 7 bình 5 rất đủ bình thường và tưởng chừng vô lý, nhưng mà sau đó là 8 cái ý kinh người. Cái hạn như bên đen vẫn cố chấp bình chống vào để thực hiện bí tiếp sẽ là đâm xe sẽ sát cục thì dính phải sát cục ngay, bởi lúc đó pháo đỏ sẽ thối một chú tướng. Như thấy nếu mà xe thối một thì tất nhiên xe sẽ ăn thẳng vào mã lợi dụng tướng đây nên đang dính phải sát cục. Tất nhiên là sĩ không thể hạ về, xe không thể chiếu tướng mà sát cục ngay. Còn nếu như mà thối pháo một để đỡ thì đó là tiếp tục tấn xe chú tướng bắt tướng phải thối một, đó thì pháo lộ 5 sẽ ăn qua tượng ở lộ 3 và cũng là sát cục. Diễn biến hình cờ tới đây ta mới thấy bước đi pháo 7 bình 5 của đỏ quá là cao. Do vậy đen sẽ không dám mà dùng chốt 6 bình 5 và hăm sát được, tại vì đỏ sẽ tung ra series đòn như mình đã phân tích và chiếu sát ngay. Vậy đen sẽ có cách nào để chống đỡ những bước đi kế tiếp của đỏ? Phương án thứ nhất có lẽ là đen nghĩ tới đó là sẽ chống tượng lộ 5 để pháo này không có ngon có thể là bình qua. Nhưng cho dù vậy đỏ vẫn có cách để đánh bí bên đen, đó là bình pháo qua bình luận. Như thấy đang hăm sát đó là nước xe tấn một. Đến đây thấy bên đen lại có hai cách chống đỡ. Cái thứ nhất đó là tượng chính thối lộ 7 thì lúc này pháo lại thối một chú tướng. Như thấy nếu pháo thối về đỡ thì tất nhiên xe sẽ ăn vào mã và sát cục. Do vậy đen phải thối xe về thì lúc này pháo lộ 9 lại bình qua lộ 3 và như thấy bên đen khó lòng chống đỡ được hướng tiếp theo của bên đỏ, đó là xe 8 tấn một. Còn phương án thứ hai đó là không thối lộ 9 về và lúc này thối lộ 5 về lộ 3 thì lại giống như trường hợp lúc trước, đó là pháo 2 lại thối một, lúc này bắt buộc pháo phải thối một. Đỏ lại chơi pháo 9 bình của lộ 3 ăn tượng và đen cũng phải bó tay trước nước xe 8 tấn một của bên đỏ. Do vậy ta thấy phương án người chơi nghĩ đến đầu tiên đó là từ 7 tấn 5 để chống đỡ trước cái nước mà pháo 7 bình 5 của bên đen là không đúng, mà nước đi chính xác của đen lúc này phải là xe thối một để canh trước một nước chiến rất nguy hiểm của bên đỏ, đó là pháo 2 thối một. Đến đây thì đỏ lại tiếp tục chơi xe 8 tấn một chú tướng, bắt buộc tướng phải thối một, sau đó lại tiếp tục tấn chiếm một chuyện nữa, bắt tướng phải coi lên và chơi bộ nước hầm sát rất là mạnh, đó là Hoai số 1. Dân thẳng pháo vào miền Sa, tất nhiên Sa không thể ăn được. Nếu mà Sa bình quan pháo thì Sa có một chiếu tướng, bắt tướng phá số 1, sau đó thì pháo bình qua ăn tượng và sát cục. Nước thú pháo này cũng đồng thời là đi rất hay để cạn tượng và thực hiện 10 cái tiết, đó là pháo sẽ bình qua ăn tượng và rút Sa chiếu sát. Do vậy bên đen chỉ còn một cách thủ duy nhất, đó là sẽ bình qua bên lộ 7 để lấy căn, làm pháo có thể thủ tượng, không ngăn ngừa việc mà pháo đỏ thêm đổ quan tượng. Đến đây nhận thấy quân bên đen đã bị bó cứng, do vậy thì bên đỏ tiếp tục chốt 7 tăng 1. Đen không còn cách khác, bắt buộc phải đi chốt 6 bình lộ 5. Bên đỏ tiếp tục lại chốt 7 tăng 1 để bước tiếp sẽ là tán xuống và sát cục. Không có cách khác, bên đen bắt buộc phải bình pháo qua ăn chốt. Như thấy sau khi mà pháo đen bình qua ăn chốt thì không còn nào để dự tượng, nên pháo đỏ sẽ bình qua ăn tượng. Ở đây ta thấy bình đỏ có hai đường chiếu sát mà bình đen không thể hóa giải được. Đường nhất đó là xe sẽ có một chiếu tướng, và đường thứ hai đó là xe sẽ bình vào lộ 6 và chiếu sau đi tướng. Bình đen một lúc không thể mà chống đỡ được cả hai đường chiếu bí của bình đỏ, nên đành phải là nhận thua. Như thấy từ hình cờ ban đầu thì bước đi bình pháo vào lộ 5 rất hay. Mặt khác lại kết hợp với nước làm thối pháo, chiếu tướng và cản chiếu tượng. Những cái địa pháp phải nói ra rất là tuyệt vời để giúp bên đỏ có thể chiến thắng dễ dàng trong cuộc này. Clip của mình hôm nay đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ nhấn đăng ký kênh để xem tiếp các clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.